Kính thưa quý và cô bác, hôm nay công giáo Sharing xin chia sẻ đến quý vị một dấu lạ mà chính cha Thánh Trương Bù Diệp ngài đã thực hiện. Theo lời kể nguyên văn của giáo sư Trần Anh Linh gửi cho nhà văn Võ Hữu Hạnh nói về bức ảnh đẫm máu: "Anh Hạnh thân mến, tôi xin gửi tặng anh món quà quý giá mà cha Diệp đã tặng tôi qua cha Doan Minh. Cha Diệp đã thực hiện một phép lạ nhãn tiền là dùng chính tấm ảnh mà chúng ta đã cho họa sĩ Đại Hàn ở khu Phúc Lộc Thọ vẽ, rồi in ra nhiều ấn bản, vừa làm thành sách vừa in thành ảnh gửi tặng và bán khắp nơi. Tấm ảnh đó đã đổ máu đào linh láng từ vết chém bằng đao kiếm đứt cổ. Máu cha đã đổ ra thấm ướt làm mờ hàng chữ vết Trương Bù Diệp. Câu chuyện xảy ra như sau. Cha Doan Minh, cựu tuyên úy, sau 12 năm học tập cải tạo đã được cho về và sống ở nhà thờ Chúa Hiển Linh tại Thị Nghè, nơi xưa kia cha Dụ đã thành lập. Cha Minh ở lại Việt Nam và không xin ra nước ngoài theo diện HO dù cha có tới 12 năm. Một hôm cha vào nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng và chọn mua một tấm ảnh của cha Diệp mà cha đã nghe có nhiều phép lạ. Người bán hàng dùng giấy báo gói bức ảnh có đóng khung sẵn trao cho cha Minh. Cha Minh về đến nhà tính mở ra để treo trong phòng thì một ơn lạ đã xảy ra là máu tươi từ cổ bức ảnh tuôn trào ra thấm ướt cả tờ báo gói bức tranh. Cha Minh kinh ngạc bèn cho đó là một dấu chỉ quan trọng nên đã gói lại cẩn thận và lặng lẽ đem về tòa giám mục Sài Gòn và trình đức cha John Bautista Phạm Minh Mẫn. Theo cha Minh cho biết thì tấm ảnh thấm máu này đã được gửi qua tòa thánh xét nghiệm. Hy vọng rằng đã đến lúc tòa thánh cho lập ban điều tra để tìm hiểu về các ơn lành cha Diệp đã làm, mà việc lạ lùng làm cho máu đào từ vết cổ đổ ra sẽ là một trong các chứng cứ để tòa thánh có thể tôn phong chân phước cho cha. Tôi là bạn thân của cha Minh nên cha đã tặng tôi một tấm. Tôi sao lại và gửi tặng anh. Đây là tài liệu mới nhất về cha Diệp. Anh nên ghi chú vào tập sách các ơn lành của cha." Một dấu lạ khác được một cặp vợ chồng chia sẻ: "Vợ chồng chúng tôi xin viết lên những dòng này với chủ đích vì vinh danh Thiên Chúa. Chúng tôi lập gia đình từ đã 18 năm nay nhưng vẫn hiếm muộn dù đã đi chữa trị nhiều nơi. Sau cùng chúng tôi cầu nguyện cùng Thiên Chúa qua lời cầu bầu đặc biệt của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các thánh tử đạo Việt Nam. Ngày 21 tháng 9 năm 1993, vợ chồng chúng tôi quyết định đi hành hương về Cà Mau, Việt Nam để kính viếng cha Trương Bù Diệp, người đã nổi tiếng vì đã ban nhiều ơn lạ cho khách thập phương. Chúng tôi đã được Thiên Chúa chấp nhận lời khẩn cầu và con gái đầu lòng của chúng tôi, bé Bùi Trung Lily, đã sinh ra khỏe mạnh vào ngày 31 tháng 12 năm 1994. Nếu tính theo ngày giờ Việt Nam thì con chúng tôi cùng ngày sinh với cha Trương Bù Diệp. Nhân dịp vui mừng này, chúng tôi xin dâng lời tri ân Thiên Chúa, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và các thánh tử đạo Việt Nam và cha Trương Bù Diệp. Đồng thời chúng tôi cũng xin cảm ơn quý cộng đồng thân bằng hữu và đã thăm hỏi và chia vui với chúng tôi trong những ngày qua. Muôn đời chúng con đội ơn Chúa." Vợ chồng Bùi Trung Lý xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.